Rồi, hello anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Biker. Thì trước mặt anh em đây là chiếc BC1 hôm bữa Minh mới mua ở dưới Tân Trụ Long An á. Thì ở trên Sài Gòn bán mắc lắm anh em. Sài Gòn bán ba mấy luôn á, gần 40 luôn. Ở dưới đó mình mua chỉ có 31 hoặc 30 thôi nè. Thì con này á, anh em xuống ngay chỗ Yamaha Thao Công Hiếu ở Tân Trụ Long An, anh em đọc bát Minh Biker sẽ giảm từ 500 tới 1 triệu nha, tiền nha. Còn anh em mua MT15 là giảm, ở dưới đó giảm xe anh em 3 triệu. Tại vì mình quay clip ở dưới đó, mình quay clip quảng bá cho mọi người dưới Long An để mua xe á, mà mình không lấy tù lao, mình không lấy kinh phí, tại mình đâu có thiếu tiền đâu mà mình lấy chi anh em. Rồi chú bớt cho anh em, có nghĩa là anh em nào mà đọc bát Minh Biker xuống mua là sẽ được giảm giá nha anh em. Là anh em cứ gọi là Yamaha Thao Công Hiếu là mua chuyên bán những dòng xe mới nha, Sirius, rồi mấy chiếc xe MT15 rồi 15 rồi đó, hôm bữa mình có quay anh em coi clip trước. Rồi thì mình xuống đó mình mua xe nha anh em. Xe này mình mua bằng tiền của mình nha. Đó rồi, thì mình mua ủng hộ chơi vậy thôi anh em. Thấy xe này đẹp mình cũng thích lâu rồi. Cái con này là BC1. Con này hot ha. Ở dưới đó bán giá khá là ok ha. Rồi em quay qua đây cho anh em coi. Bây giờ mình sẽ bóc siêu. Lột siêu qua đây, lột siêu. Bữa nay mới lột siêu với anh em nè, mua xe từ bữa giờ, bữa nay mới rảnh để lột siêu nè, lột siêu. Dạ, lột. Lột siêu. À, cái này nữa, lột cái này nữa. Cái này luôn ha. Lột luôn. Lột luôn chứ để làm gì? Lột luôn. Lột này nữa. Ây da, lột siêu. Rồi, lột siêu để quay cho anh em. Ây da. Cứng quá. Rồi, xong. Xong lột siêu cho anh em. Rồi bây giờ mình sẽ vào review chi tiết cho anh em ha. Thì cái con này nó chả có gì đặc biệt hết anh em. Tại mình mua về mình review cho dễ. Chứ nhận của hãng á, thì mất công phải khen. Rồi mình mua về review rồi. Không có gì đặc biệt ha. Thì xe Yamaha, cái cục máy là cục máy Sirius. Đó, nó giống như con Sirius rồi nó chế cháo lại thôi. Đây, cục máy Sirius nè, quay gần cho anh em coi cục máy Sirius. Xe Yamaha cục máy Sirius thì chạy như con Sirius thôi anh em. Có điều kiểu dáng nó lạ, nó khác biệt thôi. Cái đồng hồ đẹp nè, đồng hồ này nè, theo kiểu vừa cổ điển vừa hiện đại. Đó. Rồi cái yên này thì ngồi thoải mái nha anh em. Đó. Cái xe này nhìn nó nhỏ nhưng mà nó không có nhỏ nha anh em, nó bự bằng chiếc cúp nha, có thể bự hơn chiếc cúp luôn. Em quay xa cho mọi người thấy, mình cố tình để chiếc cúp 125 của mình cho anh em coi nè. Đó anh em thấy chưa, thấy đủ hai chiếc chưa, ok chưa? Ok đúng không, chuẩn đúng không? Rồi, đây mình ngồi cho anh em coi. Đó, thì cao nha, chứ không có lùng đâu nha. 1m6 là chạy cũng chơi với nha anh em, chứ không phải giỡn đâu, xe này 1m6 chạy cũng chơi với á. Cái yên phía sau, ngồi thì yên thì ngồi thoải mái nha anh em. Rồi cái yên phía sau nè, yên phía sau ngồi không có đau đít đâu nha, nhìn nó nhỏ nhỏ thôi nhưng mà ngồi thoải mái nha anh em. Cái yên phía sau ngồi thoải mái, nhìn nhỏ nhưng ngồi thoải mái. Quay cho anh em thấy cái yên nó nhỏ nè nhưng mà ngồi rất là thoải mái. Thì con này kiểu dáng nó độc lạ thôi, và cái kiểu dáng này á nó sẽ cho mình với sự tiện lợi, có nghĩa là nó gọn nha, nó gọn nhỏ nè, thứ hai là đi được đa địa hình nè. Cái con này á anh em mua về anh em đi phượt á, đi phượt nhẹ thôi, máy nó có 110 à, sao mà phượt nặng được. Phượt nhẹ nhẹ dạo chơi chạy 70-80 rồi này nọ, hoặc là chạy nhẹ giải trí rồi chơi được, chứ phượt nặng không được. Xe này chỉ chạy cho vui thôi. Xe này là để mình quay cho anh em nói thực tế, anh em xe này là học sinh đi học dạo phố chạy phượt nhẹ nhẹ, chơi mấy cung đường ngắn ngắn rồi chơi vui thôi. Tại nó cũng đâu có các nước các gì đâu, máy nó như máy Sirius mà, thắng thì thắng trước là thắng dĩ, thắng sau là thắng đùm, vẫn bình thường như Sirius. Rồi thì bình xăng nó được cái lợi là bình xăng nó 5 lít. Bình xăng nó thì anh em mở đây, bình xăng 5 lít. 5 lít thì anh em đổ xăng đi được nhiều á. Con này đi 5 lít là đổ, chắc đi từ đây về Phan Thiết còn nhiêu xăng. Đi đầy bình là 200-300 cây đây. Cái cốp nè, quay gần cốp cho anh em coi. Cái cốp này thì anh em chỉ bỏ được 3 con sói thôi nha, chứ không bỏ được gì đâu. Nào, ví dụ bỏ 3 con sói bỏ đây. Học sinh thì bỏ gì ai biết. Học sinh thì bỏ sách vở rồi 3 cái bút viết bậy bạ vậy thôi. Rồi, vậy thôi. Đơn giản vậy thôi. Thì thiết kế này đơn giản thì nó dễ sửa, dàn áo rất là dễ tháo anh em. Cái bình thì nằm bên đây ha, bình nằm bên đây, thì cái này tháo ban ốc này là giật rã ra thôi. Rồi cái này tháo, cái này giật rã ra, dàn áo rất là dễ mở. Thì cái xe này nó sẽ thuận tiện cho những người sửa chữa, rất là dễ sửa chữa ha, bảo trì bảo dưỡng dễ. Nói chung là xe này để xe đi nhiều thì chọn xe này, đi làm đi chơi đi phượt đi nhẹ là đi chọn xe này, đi được hết nha anh em.
đó. Xe đi chậm chậm thôi, đừng đi nhanh nha. Còn xe này có thể leo rồi những cái cung đường off road nhẹ nhẹ, có gì yếu quá, tại máy nó có 110 mấy si mà. Rồi thì xe này bền thì mình đảm bảo thì anh em đi siêu rút thì nó sẽ bền, bảo trì bảo dưỡng đúng cách thì nó bền quá trời bền thôi, không có gì. Thì đèn thì vẫn còn là đèn halogen đó, 4 số 4 cấp. Máy thì êm như chó thở thôi. Đó, xe mua mới, xe này á mình mua mục đích để làm gì? Là để ví dụ anh em qua ký giấy tờ, anh em mua xe mô tô của mình, ký giấy tờ mình chở anh em đi ký giấy tờ đồ này nọ nè. Rồi ai muốn chụp hình thì mình cho mượn chụp hình đồ này nọ, xe nhỏ mà rẻ mà, ba mấy triệu à. Mình mua ba mấy triệu về để cho nó thành một chiếc xe cày. Mình mua là để làm một chiếc xe cày, thì anh em lấy xe nào chiếc xe cày thì ok ha. Nó có rất là nhiều phụ kiện. Như mình đây mình cũng mới đặt cái ba ga để mình lắp vô con xe này nè, nó mới đặt ba ga. Còn con cúp này thì không cày được. Thứ nhất con cúp này là cúp nhập, phụ tùng nó rất là hiếm, đi mà lỡ có chuyện gì thì không có đồ thay thế ít đó, cho nên mình để chân. Còn xe là xe đi cày, xe này phụ tùng có bị gì đâu anh em. Xe này lỡ anh em lủi vô ai thì ba cái này thiếu cha gì, đồ nghề quá trời đầu quá trời đồ, thiếu gì thì cục máy si nữa. Anh em khỏi lo là thiếu phụ tùng để sửa chữa luôn, nói chung đầy đủ tiện nghi. Và mấy cái này nè, nó thiết kế sắt ống lòng mà chừng nào nó mới hư anh em. Con này chỉ đơn giản vậy thôi, mình review cho anh em là anh em thực tế à, anh em muốn mua con này đi lại đi chơi đi phượt mà dành cho những anh em đi phượt nhẹ thôi nha. Đi mà đi mấy cung đường nhẹ nhẹ, đi Đà Lạt chơi nhẹ nhẹ cũng được, đi 70-80 là ok. Đi vừa phải rồi, chiêu chiêu rồi, ngắm gió. Hoặc là xe này mình bỏ trên bán tải nè ha, xong mình đi tới Đà Lạt, xong mình lấy xe này xuống, mình chạy à, chạy. Con này ôm cua cả gói cũng khó đó. Thì cơ bản chiếc xe này là một chiếc xe nó tích hợp nhiều, nhưng mà cái xe này mà học sinh đi là hơi bị bét ha. Học sinh mà có chiếc xe này thôi chứ gái trong trường, gái trong trường sao đổi gì đó hả? Đổi gì cameraman, đổi gì? Thường thường á thì người ta nói là vừa đi xe này là cũng dạng bét rồi thì gái trong trường sẽ thích. Ai nghĩ gì nghĩ ai thì sẽ thích. Thì con xe này rất thoải mái ha, không lùng nha anh em, đảm bảo anh em là xe này nó không lùng. Anh em đừng nhìn anh em tưởng nó giống Cali rồi hay là xe lùng lùng xe rút nọ, cao hơn xe rút cao đâu. Em ngồi em đánh giá thử, cameraman cầm máy ra nhìn nó lùng đúng không, ngồi không lùng. Em ngồi đánh giá anh, em ngồi thử nó cao như thế nào, chứ nhiều anh em hiểu lầm tưởng xe nó lùng rồi chết luôn á, anh em mua là chết đó nha. Cao đúng không? Như em ví là cao cỡ nào? Đúng rồi, cũng cao á, cỡ rồi 15 em không? Ừ, chứ nó không có lùng đâu nha, nhìn nó lùng. Nhìn thì thấy nó lùng đúng không? Nhưng mà ngồi nó cao. Hay vậy, con xe này nó hay vậy á. Rồi ok. Mấy 6 là nhón á. Đó thì xe này cũng chỉ có vậy thôi anh em, đó. Nó chẳng cũng ra cái gì đặc biệt, thì nói chung là thiết kế tối giản nhất có thể, nhưng mà nó sẽ mắc hơn con si gần 10 triệu nha anh em. Đó, thì anh em nào thích mà không lỗi thời hay là kiểu dáng độc lạ thì anh em chọn con này, kiểu dáng vượt thời gian, vượt trội. Rồi ok, đó là một cái clip review của Minh Baker. Đó, dựng cùng con cúp nè, đó, dựng con cúp. Em dựng cái chống đứng lên giùm anh nha. Nó cũng đẹp nha anh em, đẹp lạ tùy anh em nha, mỗi anh em mỗi cái sở thích riêng nha, có người đẹp lạ còn có người xấu lạ đó. Thì mình chọn màu cam đó, vài bữa chở khách đi rồi mà lấy con này đi cày, rồi chở khách rồi ngồi phía sau rồi này nọ đó, nhìn chiêu nhìn nó đó, nhìn ấy chứ. Mấy anh em tôi mỗi lần tôi chở mấy anh em bằng con Vespa, mấy anh em hỏi trời sắp mô tô sao đi tay ga. Rồi ok, xe này không có con nha anh em, xe nó là xe số như thường thôi, xe số xe rút vậy đó, xe rút sao nó vậy thôi. Xe rút hình như bây giờ cũng là đèn halogen đúng không, xe này vẫn đèn halogen, nói chung là xài đồ chung với xe rút hết. Có thể con này cục máy nó sẽ tinh chỉnh một chút xíu nha anh em đó, ok anh em. Rồi vậy nha anh em, anh nào thích thì nhớ bấm like subscribe cho kênh của Minh Baker ha, review thực tế nhất có thể cho anh em nha anh em. Rồi bye bye anh em, hẹn gặp lại ở những
clip sau.